các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê mời các bạn cùng vào bếp để làm món ghẹ hấp với xả nhá. Bia rất là thơm ngon và rất là tốt cho sức khỏe. Khi mình hấp như thế này ra, chúng ta nên ăn nóng. Ta có thể chấm thêm ớt hoặc là pha nước chấm hải sản nhé. Rất là ngon ạ. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đây là 1 kg ghẹ của mình các bạn nhé. Các bạn biết rằng ghẹ chúng ta mua về chúng ta có thể giúp lại cho sạch và nó có cái chun này. Còn mình xa ấy, cho nên là họ ướp đá về đến nơi thì nó cũng không còn nó sống được nữa nhé. Cắt bỏ hết cái phần cây chun họ kẹp đi. Cua hay ghẹ thì các bạn biết rằng nó là một loại trong những loại hải sản chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng nhé, nên chúng ta có thể sử dụng nó để ăn rất là tốt ạ. Bây giờ mình sẽ dùng nước để mình rửa sạch đây. Chính đây. Những con như thế này là đực các bạn ạ. Con này là cái thì nó sẽ có này. Mình rửa sạch đi, sau đó thì mình sẽ đem đi để mình hấp lên các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình hành, gừng, xả nhé, ớt và mình sẽ thái ra. Các bạn chuẩn bị để mình cho vào mình hấp nhé. Đây là xả tươi của mình nhé. Mình nót luôn xuống phần dưới cái nồi này. Các bạn dùng cho mình một củ hành tây không cần to quá nhé, củ phải là được. Mình hấp ấy, mình đặt cái dưới này, xả xếp ở dưới này nó sẽ làm độ phồng phình lên. Gừng, thái ra cho mình một màu gừng. Khi mình hấp như thế này nó sẽ thơm, khử đi được cái mùi tanh nhé. Thì mình có thể để lên trên cũng được. Bây giờ mình sẽ xếp cái phần ghẹ vào nồi. Các bạn cho mình gừng lên trên nhé. Cho trái ớt lên nữa.
Vịt ghẹ nó ở biển nó có độ mặn rồi nên mình chỉ cho một ít muối nữa thôi các bạn nhé. Còn là thôi không cho nhiều. Hạt lêm. Và nó ăn bột ngọt có thể cho nhé. Hạt tiêu. Gia vị tùy theo sở thích của gia đình nhà chúng ta nhé. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một phần hai lon bia nữa. Vì các bạn biết rằng nhé, khi chúng ta hấp cái phần ghẹ lên nên nó sẽ ra nước nhé. Nên mình chỉ cần 1 phần 2 lon bia là đủ, không cần nhiều ạ. Các bạn hấp cho mình khoảng 15 đến 20 phút nhé thì cái phần ghẹ sẽ chín ạ. Đấy các bạn, sau khi mình hấp xong được 15 phút nhé thì mình sẽ lấy ra. Đó, chín rất là đỏ đẹp nhé. Các bạn có thể làm nước chấm chảo hoặc là mình thích ăn tương ớt thì mình có thể chấm tương ớt nhé. Rất là thơm ấy, mở mùa mở ra đã có thấy cái mùi thơm của ghẹ và rồi chúng ta sẽ lại đun lại cho nó nóng nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách hấp mà ghẹ với sả bia rất là thơm ngon như thế này. Các bạn thích có thể làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Hơn nữa nó còn giúp cho chúng ta đầu óc sắc bén hơn, trái tim khỏe mạnh hơn. Cho nên chúng ta nên sử dụng thực phẩm này trong chế độ dinh dưỡng ạ. Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của thịt cua hay thịt ghẹ các bạn nhé. Trong 100g có chứa 97 calo, 19,4g chất đạm, 1,54g chất béo và không có chứa carbon hydrate nhé, không có gam chất xơ và 59mg canxi và 0,76mg sắt ạ. Một trong những lợi ích của thịt cua ghẹ là có khả năng cải thiện sức khỏe.